người mà hút thuốc lá thụ động đặc biệt là người già và trẻ em thì độc hại hơn cả cái người trực tiếp hút thuốc. Cái điều này thì anh em đàn ông đều đã biết. Và các anh ạ hơn ai hết người vợ và những đứa con của các anh mong mỏi các anh dừng hút thuốc, bỏ hút thuốc hơn bao giờ hết. Và đâu đó rất nhiều người phụ nữ họ khuyên các anh bỏ thuốc Nhưng các anh không bỏ Và bây giờ các người vợ hạnh phúc nhất là các anh bỏ thuốc Và thậm chí là đến bây giờ các người vợ của các anh không thèm nói đến cái chuyện các anh có bỏ hay không nữa Họ nói nhiều lắm rồi, họ nói chán lắm rồi, các anh cũng không bỏ thuốc Vậy thì hãy hôm nay hãy hành động ngay bỏ thuốc ngay để những người bạn yêu thương nhất những người những đứa con và cha mẹ già của các bạn không bị khổ vì thuốc hello